sản nuôi khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. Bình Thuận hiện có 113 cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm, trong đó có 63 doanh nghiệp, cơ sở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Phan Thiết cho sản phẩm nước mắm. Giai đoạn 2015-2021, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu gần 95.400 tấn nước mắm với giá trị kim ngạch đạt hơn 251.000.000 đô la Mỹ. Riêng trong 10 tháng đầu năm nay, ước xuất khẩu khoảng 9.200 tấn đã kim ngạch 24.600 đô la Mỹ. Thị trường xuất khẩu là Nhật Bản và Philippines. Trong đó, thị trường Nhật Bản yêu cầu nước mắm không có mùi đặc trưng, nhưng phải có vị đậm đà thuần khiết. Chỉ có một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đáp ứng được yêu cầu này.